lên nè. Sao? Ý, sao tự nhiên mặc cái áo gì ai mà rộng chứ hả? Chết, hồi nãy ba anh đỡ cháu phát anh lấy đi luôn. Mà thôi, không sao đâu, chắc sao? Sếp không để ý đâu. Rung quá nè, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đâu? Không biết, đang ra tới. Rồi, rung quá. Ê, sếp tới rồi kìa, sếp tới rồi kìa. Ờ, chào em. Dạ, em chào sếp. Dạ, xin giới thiệu với sếp, đây là anh Khánh. Dạ, anh này á là nhà của ảnh cung cấp chim, ba đời đều nuôi chim, nhưng mà giao chim xuyên lục địa luôn á sếp, nhà rất là giàu luôn. Bình thường shipper á là người ta đi giao chim á bằng xe, anh này là không có nha sếp, đi giao bằng Harry Potter. À, cái gì? Cái gì mà trực thăng á sếp. Dạ đó, trời, nhà ảnh giàu lắm, mà anh này là giỏi lắm nha sếp ơi. Em nghĩ nếu mà sếp nhận ảnh vô trong đây làm á, là công ty của mình chỉ tuyển ở vị trí là làm trợ lý của giám đốc thôi. Nhưng mà em nói cho sếp nghe là hả, cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà sếp cũng phải cẩn thận nha sếp. Tại vì á, nhiều khi là anh này phóng vô anh làm luôn vị trí của sếp luôn á sếp. Chào chào anh đi, chào. Cảm ơn tụi em nha. Chết. Ủa, có gì sai sai hả? Sai lắm luôn em. Trước hết là giới thiệu. Giới thiệu là làm cho hai hay nhiều người xa lạ biết danh tánh, chức vụ hay nghề nghiệp của nhau để thuận tiện cho việc xưng hô và trò chuyện. Thứ nhất, giới thiệu ai trước? Khi cần giới thiệu, bạn nên giới thiệu người ở vị trí thấp hơn với người ở vị trí cao hơn. Nghĩa là bạn sẽ nhắc tên hay chức vụ của người ở vị trí cao trước. Chúng ta có các trường hợp sau đây. Giới thiệu cấp dưới với cấp trên. Thí dụ, thưa giám đốc, em xin giới thiệu, đây là anh Tính, quản đốc mới của em. Giới thiệu người trẻ với người già. Thí dụ, thưa ba mẹ, đây là thầy Hùng, giáo viên chủ nhiệm của con. Giới thiệu người nam với người nữ. Thí dụ, chị Hoàng, đây là anh Dũng, kỹ sư cơ khí của công ty Rạng Đông. Giới thiệu người đến sau với người đến trước. Thí dụ, chị Ánh, đây là anh Toàn, kế toán trưởng công ty em. Chúng ta lưu ý, không giới thiệu trẻ em với bất cứ ai. Không giới thiệu những người chỉ gặp nhau ngắn ngủi, thoáng qua. Khi giới thiệu, tay mặt đưa về phía người dưới và nói với người trên. Thí dụ, thưa ba mẹ, đây là chị Hoan, học cùng lớp với con. Giới thiệu người nọ với người kia. Thí dụ, giới thiệu ông Bình cho ông An. Tay mặt chúng ta đưa ra phía ông Bình và nói, xin giới thiệu ông Bình, chánh chương giáo xứ Lộc Hòa. Rồi đưa tay về phía ông An và nói, ông An, ca trưởng ca đoàn Thánh Tâm. Hai người được giới thiệu cúi đầu chào nhau, hoặc có thể bắt tay nhau và nói, hân hạnh được biết ông. Nếu là người trên và người dưới, thì khi người trên đưa tay ra, người dưới mới được bắt tay.
Nếu hai người đã quen nhau thì không cần giới thiệu. Chúng ta chỉ nói, chắc hai anh đã quen nhau rồi. Nếu một người định giới thiệu ta với một người bạn đã quen biết, ta nên đỡ lời, thưa anh, chúng tôi đã biết nhau rồi. Chúng ta giới thiệu tên người đó trước và chức vụ của họ sau. Thí dụ, tôi rất hân hạnh được giới thiệu bà Lê Thị Hồng Gấm, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh. Tuy nhiên, trong một buổi lễ, đối với một vị khách đặc biệt, chỉ cần giới thiệu chức vụ của họ mà thôi. Thí dụ, xin giới thiệu cha chánh xứ Lái Thiêu. Thứ nhất, cách thế tự giới thiệu. Khi tự giới thiệu, ta chỉ nêu tên và công việc của mình. Thí dụ, xin chào, tôi tên là Xuân Hồng. Tôi đang làm việc trong ban truyền thông của giáo phận Phú Cường. Thứ hai, tâm tình khi giới thiệu. Mục đích tự giới thiệu là để mọi người dễ xưng hô và trò chuyện với nhau. Vì thế, ta không nên khoe khoang công việc của mình. Chỉ cần nêu một chức vụ tiêu biểu. Bởi lẽ, giản dị là linh hồn của lịch sự. Thứ ba, thái độ khi giới thiệu. Khi giới thiệu, ta nên tỏ ra lịch sự, nhã nhặn và khiêm nhường. Nhất là trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, mắt hướng về những người đối diện. Các bạn thân mến, trên đây là văn hóa giới thiệu. Các bạn nên mạnh dạn thực hành khi có dịp, để sớm trở thành con người lịch lãm, nhất là được mọi người kính trọng và quý mến. Chúc các bạn thành công. Mến chào tạm biệt các bạn. Anh, đi nhanh lên. Hôm nay đi gặp sếp phải chỉnh chu chút xíu nha. Gì đấy chứ em? Ý, sao cái áo rộng dữ vậy? Chết, hồi nãy ba anh để cái áo trên cửa lấy đi luôn. Mà thôi chắc không sao có đâu. Có sao không? Vậy có sao không? Không, em không biết nữa. Mà chắc không sao đâu. Ý, sếp tới rồi kìa. Chào em. Dạ, em chào sếp. Dạ, xin giới thiệu với sếp. Đây là anh Khánh, người mà hôm bữa em có nói với sếp là muốn xin vô công ty của mình làm. Dạ. Dạ. Chào em.